lại với kênh Mắt To Mắt Nhỏ. Hôm nay thì mình bắt máy quay cái thiệp mình đang làm thì có bạn trong phòng hát thì mình thấy hay thôi, mình để luôn, mình không có xóa cái đoạn đó. Thì hôm nay thì mình làm một tấm thiệp để cảm ơn, nên là mình đã chọn cái chủ đề là làm hoa hỏi hương. Thì mình chọn giấy màu tím và màu xanh để làm cái hoa. Thì màu tím thì mình cắt cái diện tích là 0,2 đến 0,3 cm. Thì sau khi mà cắt xong những cái sợi nhỏ như thế này rồi, mình bắt đầu cuốn tròn lại. Khi cuốn tròn thì mình cuốn chặt tay, nhưng mà đến cái lúc cuối cùng thì mình buông lỏng một xíu để cho nó có độ co giãn. Thì sau khi mà cuốn xong thì mình sử dụng keo sữa để mà dán nó lại. Khi mà làm xong những cái hoa này rồi, cái này làm rất là lâu nha. Tại vì mình phải làm nhiều cái nhỏ để làm thành một cái bó hoa. Sau khi làm xong hoa thì bắt đầu chuyển sang làm lá. Đối với lá thì mình cũng sẽ cuốn tròn và mình không có bóp một đầu, nhưng mà mình bóp hai đầu. Khi mà mình làm xong như thế này rồi, mình sẽ mô phỏng một cái bức tranh hoa ai hương trước đó, và bắt đầu mình sẽ dán những cái gì mà mình đã làm trước đó vào, giống như là cành rồi hoa rồi lá. Đối với cái cành mình dán thì mình cũng chọn màu xanh lá, nhưng mà cái cành thì mình không có nằm ngang, mình để cho cái cành nằm đứng. Thì cái chỗ này hơi khó dán một xíu, nên là các bạn kiên nhẫn, nếu mà bạn nào có ý định muốn làm thì hãy kiên nhẫn cái công đoạn này nha. Khi mà các bạn thấy cái cành của mình nó hơi yếu ấy, thì có thể gấp thành nhiều mảnh giấy, gấp nó lại với nhau, gấp đôi, gấp ba gì đấy, để cho cái cành nó được cứng cáp hơn. Sau khi mà dán cành xong rồi thì mình sẽ bắt đầu dán những cái bông hoa trước đó mình đã làm ấy, dán lên. Mình sử dụng keo sữa để dán. Keo sữa thì các bạn dán thoải mái, sẽ không có để lại dấu. Khi mà nó khô thì nó sẽ trong đi, nó không để lại dấu và nó không làm xấu đi cái thiệp của mình. Rồi sau khi mà làm xong hết rồi thì mình chọn một cái mảnh dán màu đỏ để mình làm cái nền ở dưới, mình dán cái tấm thiệp của mình lên để cho nó được nổi bật hơn. Nhìn không thì nó cũng đẹp rồi, nhưng mà khi mà dán vào một cái nền nữa thì trong nó sẽ nổi bật hơn. Thế mình dán lên, nếu mà muốn viết vài dòng gì đó thì cứ viết trực tiếp lên cái mảnh giấy màu trắng, hoặc là các bạn có thể viết riêng ở một cái tờ giấy khác và cắt hình nhỏ, hình vuông hoặc là hình chữ nhật nhỏ và dán trực tiếp lên cái tờ màu trắng đó nữa, thì nó cũng rất là tuyệt luôn. Bây giờ thì mình chào tạm biệt các bạn nha, bye bye.